Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tuy nhiên, theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Trị xếp hạng thứ 59 trên 63 tỉnh, thành phố, giảm 18 bậc so với năm 2021. Chỉ số xanh cấp tỉnh xếp hạng 53 trên 63 tỉnh, thành phố. Và theo chấm điểm của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 52 trên 63 tỉnh thành, xếp thứ 6 trên 6 các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cấp tỉnh của người dân và tổ chức xếp thứ 55 trên 63 tỉnh thành, giảm 9 bậc so với năm 2021. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đã phân tích về những tồn tại, hạn chế về tính năng động của chính quyền, chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, công tác chỉ đạo điều hành cải cách thủ tục hành chính, thể chế, bộ máy, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, tác động cải cách hành chính đối với người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chưa chủ trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, chất lượng công tác tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp còn thấp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu ý thức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, vẫn còn tin rằng hách dịch, nhũng nhiễu khi giải quyết công việc. Bên cạnh đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu về công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đúng mức. Các sở ngành chức năng và ủy ban nhân dân cả cấp chưa có giải pháp khắc phục triệt để, gây ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó đã đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Hưng nhấn mạnh, kết quả xếp hạng các chỉ số trong năm 2022 cho thấy chưa đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 01 của tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 đã đưa ra. Do vậy, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện các chỉ số năm 2023. Trên cơ sở là chức trách nhiệm vụ của các sở ngành, của các địa phương, đặc biệt là 6 cơ quan đơn vị mà đảm nhận là vai trò tham mưu về công tác cải cách hành chính và các chỉ số liên quan. Thì phải tùy từng trách nhiệm và cái sự phân công thì đề nghị các đồng chí phải phát huy cái vai trò của mình trong tham mưu cho ủy ban nhân dân và thực hiện đảm bảo tất cả các yêu cầu và cũng như là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả trong cái công tác là thực thi nhiệm vụ và cũng như là thực hiện cải cách hành chính. Với cái vai trò vị trí của hai cơ quan đơn vị trong sở cơ quan đó là Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch Đầu tư thì đề nghị là có một cái giải pháp nó rất cụ thể. Trước hết là ban đã có cái kế hoạch thì ban hành cái kế hoạch và thanh tra kiểm tra, và trên cơ sở phân tích hiện trạng này và trách nhiệm của các sở ngành, đặc biệt là các sở ngành có cái chỉ số mà nằm ở tập cuối trong chỉ số trung bình của cả nước thì chịu trách nhiệm cho ủy ban và trong vấn đề phân tích để xem xét đánh giá công tác cán bộ và công tác xếp loại của các cơ quan đơn vị, nâng cao năng lực hiệu quả trong công tác điều hành. Và chúng ta thông thuận nhiều một số cái vấn đề mà chưa có sự thống nhất, mà khó khi có cái sự chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh, sự kết luận của lãnh đạo tỉnh thì không chỉ chấp hành, các sở ngành tuân thủ để tổ chức thực hiện. Ta phải cần quan tâm đến đội ngũ làm cái công tác trực tiếp làm công tác hành chính, người tiếp nhận các văn bản thủ tục hành chính và trả lời cho người dân. Ngoài các giải pháp trên,
Đồng chí Võ Văn Hưng cũng đề nghị cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, mặt trận cả cấp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, định kỳ đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính để chỉ đạo trực tiếp hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời phản ảnh, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.